Diệu xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin 360 độ sức khỏe ngày 21 tháng 5. Và mở đầu bản tin hôm nay sẽ là phần điểm tin tổng hợp những thông tin về y tế sức khỏe nổi bật trong tuần vừa qua. Hàng triệu người dân tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Để bảo vệ cộng đồng trước những rủi ro tiềm ẩn của dịch COVID-19, vừa qua, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, tức là mũi 4 cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 3 nhóm đối tượng được tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 gồm người từ 50 tuổi trở lên, dự kiến có khoảng 1,8 triệu người, đã được các quận huyện và thành phố Thủ Đức lập danh sách. Nhóm đối tượng thứ hai là người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng. Và cuối cùng là người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Thành phố sẽ tổ chức tiêm tại bệnh viện đối với người đang điều trị nội trú, tiêm tại các cơ sở tiêm chủng đối với người lao động làm việc tại đơn vị, tiêm tại nhà đối với người lớn tuổi không di chuyển được đến các điểm tiêm. Loại vaccine sử dụng để tiêm mũi 4 là vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna, AstraZeneca sản xuất và vaccine cùng loại với mũi nhắc lần 1, tức là mũi 3. Thời gian tiêm mũi 4 phải cách với tiêm mũi 3 là 4 tháng và trì hoãn 3 tháng kể từ ngày mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu tiêm ngay mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine. Theo nguyên tắc, đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới cũng đã bắt đầu tiêm vaccine mũi 4 cho người nhóm nguy cơ cao. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 trước ngày 25 tháng 5 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn. Chết não sau ca tai nạn giao thông, chàng trai 19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh hiến tạng cứu 4 người. Vừa qua, thông tin tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một nam sinh viên 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông chấn thương não nặng và được chẩn đoán chết não. Cha mẹ chàng trai đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là hiến hai quả thận, lá gan và quả tim để cứu sống 4 người bệnh. 4 bệnh nhân may mắn được hiến tạng từ người cho chết não sống ở các nơi khác nhau là Long An, Gia Lai, Huế, Nghệ An. Các tạng hiến của chàng trai trẻ đã giúp họ neo giữ sự sống, vốn như đèn treo trước gió bởi các bệnh tật suy gan, thận, tim hành hạ. Nghe được tin có người hiến thận từ người chết não, em rất là vui mừng. Em xin chân thành cảm ơn người đã hiến thận cho em và gia đình của người hiến. Theo tiến sĩ bác sĩ Lâm Việt Trung, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, đã có hơn 150 nhân sự của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia vào hành trình mang lại sự sống cho các bệnh nhân từ khi tiếp nhận thông tin có người hiến. Việc có nguồn tạng để ghép sẽ giúp thay đổi hoàn toàn là bước ngoặt đối với cuộc sống của người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân suy tim, suy phổi, gan. Hiến tạng là hoạt động nhân văn và ý nghĩa, khi một người chết đi nhưng giá trị của họ sẽ không mất đi và còn cứu sống được nhiều cuộc đời. Phát hiện mới về nguyên nhân khiến nhiều trẻ em mắc viêm gan bí ẩn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo nghiên cứu từ nhóm chuyên gia của trường đại học Imperial College London, bệnh viêm gan bí ẩn đang hoành hành có thể là một trong số những di chứng hậu COVID-19 ở trẻ em. Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Lancet, những ca viêm gan cấp tính ở trẻ em trong thời gian vừa qua có thể là kết quả của tình trạng nhiễm virus gốc corona, sau đó tiếp tục nhiễm adenovirus. Tình trạng này tạo thành ổ chứa virus trong đường ruột của trẻ. Hai loại virus này cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch lặp đi lặp lại. Nói cách khác, ổ chứa virus làm nhiều tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch, tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể. Adenovirus tác động thêm làm ổ viêm nặng hơn, dẫn đến các bất thường ở hệ miễn dịch như tình trạng viêm gan cấp tính được báo cáo gần đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 15 tháng 5, thế giới đã ghi nhận 450 ca mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại 25 quốc gia, trong đó có 12 bệnh nhân tử vong. Thưa quý vị, thời tiết miền Nam đang thay đổi đột ngột từ nắng nóng sang mưa rào. Đây là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển, đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng, trong đó có bệnh viêm não mô cầu. Vừa qua, thông tin một bé trai hơn 4 tháng tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị viêm màng não do não mô cầu, phải đoạn chi tay và chân. Cụ thể là chân tay của bệnh nhi bị hoại tử quá nặng, buộc phải cắt chân phải từ đầu gối xuống và tháo nhiều ngón tay chân để giữ lấy tính mạng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng trước căn bệnh này. Vậy nhóm tuổi nào thường mắc bệnh này, các dấu hiệu nhận biết, mức độ nguy hiểm cũng như cách xử trí và phòng tránh bệnh viêm não mô cầu như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần giải đáp của bác sĩ trong chuyên mục Chuyện khó có chuyên gia.
Dạ, xin được chào bác sĩ Nguyễn Đình Quy và rất là cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa bác sĩ, thì được biết là viêm màng não do nhiễm khuẩn não mô cầu là bệnh không diễn tiến ồ ạt như thủy đậu hay là cúm mùa mà diễn tiến ở các ca lẻ. Tuy nhiên đây là một trong số những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể diễn tiến rất nhanh và tử vong trong vòng 24 giờ. Thì vậy xin bác sĩ cho biết là bệnh viêm não mô cầu thường lây qua những đường nào, các dấu hiệu nhận biết của trẻ khi mắc viêm màng não do khuẩn não mô cầu và những giai đoạn tiến triển của bệnh thì như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Bệnh não mô cầu do cái con vi khuẩn là Neisseria meningitis, nó lây qua chủ yếu qua đường hô hấp, do tiếp xúc trực tiếp thì cái đường lây chủ yếu là đường đó, cho nên cái khả năng lây lan của nó cũng là có chứ không phải là không. Nó gây ra những cái biến chứng của cái bệnh khi mà mình nhiễm cái não mô cầu á, thì chủ yếu là lây qua, nó dẫn đến bệnh cảnh là viêm màng não hoặc là nhiễm trùng huyết. Có những trường hợp nặng thì nó có thể vô tình trạng tối cấp và có thể bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 24 tiếng. Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại là những triệu chứng ban đầu của viêm não rất giống với các bệnh nhiễm thông thường khác và chỉ được phát hiện bằng việc xét nghiệm nên hậu quả để lại nghiêm trọng. Dù số bệnh nhân mắc não mô cầu trong những năm gần đây không nhiều, song đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề. Có thể thấy rằng bệnh viêm não mô cầu không chỉ là mối đe dọa tới sức khỏe cộng đồng mà còn là nỗi lo lớn của các bậc phụ huynh có con nhỏ. Cái quan niệm rằng trẻ nhỏ dễ mắc bệnh là có và nó cũng đúng một phần. Do trẻ nhỏ cái sức đề kháng của nó kém thì nó dễ bị bệnh hơn những người khác. Và đương nhiên không phải chỉ có não mô cầu, cả những cái bệnh cảnh khác nó đều có thể gây ra làm cho do cái sức đề kháng yếu như vậy nó sẽ dễ bị bệnh hơn. Cái quan điểm đó là đúng một phần chứ không phải là không. Đối với não mô cầu hiện tại mình đã có vaccine rồi, cho nên việc dự phòng cũng rất là đơn giản. Hiện tại đang có hai nhóm là vaccine AC và vaccine BC. Vaccine BC dành cho trẻ từ 6 tháng trở lên, còn vaccine BC dành cho trẻ từ 9 tháng trở lên. Mình chỉ cần nhớ là mình hiện tại đã có vaccine và mình có thể phòng ngừa được bằng vaccine đối với bệnh cảnh của não mô cầu. Để bảo vệ và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cho trẻ, phụ huynh nên tránh để cho trẻ đến nơi đông người, giữ vệ sinh cho trẻ và của chính bản thân mình, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ thoáng mát và tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Nếu nghi ngờ trẻ bị nhiễm bệnh với các triệu chứng điển hình, phụ huynh không nên tự ý điều trị mà tốt nhất nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những thông tin xoay quanh về bệnh viêm não mô cầu cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Bản tin 360 độ sức khỏe được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên website, fanpage và kênh YouTube của Sài Gòn Tiếp Thị. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Thanh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.